Chào mừng quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết được phát sóng hàng ngày trên Lao động .vn. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 9 tháng 1 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Phía Nam có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ C, mức nhiệt cao nhất nằm trong khoảng từ 25 đến 28 độ C. Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục di chuyển dần xuống phía Nam. Khoảng gần sáng ngày 10 tháng 11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 3, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Bởi vậy, quý vị nên chuẩn bị thêm áo ấm và che chắn thật kỹ trước khi ra khỏi nhà để bảo vệ cơ thể. Đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Nguyên trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, mức nhiệt cao nhất nằm trong khoảng từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ, dưới là các thông tin chi tiết. Như thường lệ, tiếp nối bản tin sẽ là thông tin về thời tiết biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, vùng biển Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Quay trở lại với thời tiết trên đất liền, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai, khu vực thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có sương mù vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng. Tuy nhiên, do vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 21 độ, mức nhiệt cao nhất là từ 25 đến 27 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.